Chắc anh gọi tôi đến ngủ chứ gì. Anh gọi tôi đến ngủ rồi lại bỏ rơi tôi đúng không? Tôi không chấp nhận tiếp tục làm nhân tình của anh nữa. Tôi đã đủ đau đớn rồi. Tôi không có thì người khác cũng đừng hòng có. Biết lắm mà, nhờ cô ta cũng không được việc gì. Tôi tự làm vậy. Pucci đang gọi đi. Shadow đang gọi đến. Chắc anh gọi tôi đến ngủ chứ gì. Anh gọi tôi đến ngủ rồi lại bỏ rơi tôi đúng không? Tôi không chấp nhận tiếp tục làm nhân tình của anh nữa. Tôi đã đủ đau đớn rồi. Tôi không có thì người khác cũng đừng hòng có. Bị tai nạn rồi. Nào mọi người tránh ra, tránh ra. Tránh ra giùm đi. Tránh ra, tránh ra. Cẩn thận đó, cẩn thận. Không biết sao nữa. Trời ơi, nó nhẹ quá là cứu được thôi. Không biết sao nữa. Phải lắm. Không biết chạy kiểu gì mà bị tai nạn. Có nhiều người trong đó không? Có một mình ông ta thôi sao? Chắc là nghiêm trọng lắm đó. Thấy nguy hiểm hết rồi. Trời ơi, nó là đẹp quá. Nó xảy ra rồi. Chạy xe không cẩn thận gì hết. Sao mà lái xe không cẩn thận gì hết vậy ta? Chạy nhanh quá rồi. Không biết có bị làm sao không? Không sao đâu. Chị gì vậy? Nhìn sợ thiệt. Coi nạn gì vậy? Đau không? Như vậy là còn ít đó. Buồn gì? Tôi muốn người xấu xa như anh tàn tật suốt đời luôn đi. Đợi mà xem. Có con nhỏ nào trên đời này ngu ngốc giống như tôi? Đã từng ngu gì anh hay không? Đã đến lúc anh phải nhận lấy quả báo cho những chuyện anh đã làm rồi đó, Sa Đông.